Gia Huấn Ca, Nguyễn Trãi, phần 12. Thờ cúng. Trong nhà vận thịnh suy có mệnh, đạo quỷ thần thì kính viễn chi. Nắng mưa giải kiết có khi, phải chăm cơm thuốc đừng mê cốt thầy. Nhà chẳng quét, quét hay có rác, đã bói ra bỏ nhát sao đành. Cao tay mấy kẻ có danh, bùa bèn chẳng bỏ là tinh hiện vào. Suy cho thấu tà nào phạm chính, cứ thánh kinh cảnh tỉnh dị kỳ. Kìa như mấy kẻ tăng ni, thôi tuần cúng Phật lại khi vào hè. Nam mô Phật rù rì hai chữ, đua nhau rằng tính nữ thiện nam. Miệng rằng chừa độc chừa dâm, tay lần tràn hạt dao găm một bồ. Kẻ trốn việc ở chùa cũng có, kẻ lộn chồng trốn chúa cũng nhiều. Gian ngoan sức mực làm kiêu, mượn danh hòa thượng lợi điều tham dâm. Chẳng qua lũ ngu dân hoặc thái, phúc đức đâu nghĩ lại mà coi. Trước sau có bấy nhiêu lời, bảo nhau gìn giữ nên người thơm danh. Dù ai nấy có tình chẳng cứ, thói thọ dương vẫn giữ không chừa. Ngày ngày mắng sớm đòn trưa, thường thường dạy dỗ mà ra tuồng gì. Cành kia lớn sợ khi khó nắng, sắc nọ mài ắt hẳn nên kim. Diễn nôm cho tiện mà xem, dạy nhà trước đã mới đem dạy người. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Jessica Thảo Nguyễn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những chuyên đề tiếp theo của kênh Jessica Thảo Nguyễn. Kính chúc bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất.